tôi bảo thật ông, không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay giáo hội mừng lễ Si Tôn Thánh Giá. Và tôi đang đứng ở đây là đứng dưới chân Thánh Giá Đại Phúc của dòng Chúa Cứu Thế. Và sau lưng tôi là chân dung của các vị tự đạo của dòng Chúa Cứu Thế. Tôi muốn mượn cái khung cảnh này để nói với quý vị và các bạn về ý nghĩa thập giá trong lòng tin của người Kitô hữu của chúng tôi. Thưa anh chị em, người Kitô hữu của chúng ta không phải là những người ái khổ, tức là những người thích chịu đau đớn, thích chịu đau khổ, thích chịu sỉ nhục. Nhưng mà họ chấp nhận cái chuyện đó, họ chấp nhận đau khổ, họ chấp nhận thập giá, họ chấp nhận sỉ nhục, họ chấp nhận vu cáo và thậm chí là chấp nhận cái chết vì đức tin. Bởi vì họ yêu mến Chúa Giêsu Kitô, bởi vì họ muốn bước theo thập giá của Giêsu Kitô, con đường của ân cứu độ. Hôm nay trong tin mừng, Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo như thế này: Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta lớn như thế, đã ban chính con của Ngài đến để cứu chúng ta. Và con đường cứu độ của Chúa Giêsu Kitô là con đường của thập giá, là con đường hủy mình ra không, là con đường đi vào cuộc khổ nạn, mang lấy tất cả tội lỗi của nhân loại này để Ngài đưa lên thập giá. Như hình ảnh của con rắn đồng mà ông Mô-xê đã treo lên trong sa mạc xưa kia, để ai mà bị rắn cắn nhìn lên con rắn đồng thì được cứu độ. Thì ngày hôm nay, người tin của chúng ta, khi chúng ta nhìn lên chiêm ngắm thập giá của Chúa, chúng ta thấy cuộc đời của mình được cứu độ. Chúng ta đón nhận ơn cứu độ từ thập giá, từ máu và nước tuôn trào từ thập giá của Chúa, từ thánh tâm của Chúa đổ ra cho chúng ta. Và đó là ý nghĩa của đức tin mà người tin của chúng ta đón nhận. Xin Chúa ban ơn để đời sống Kitô hữu của chúng ta không phải là một cái người thích đau khổ, thích thập giá, nhưng mà vì thập giá của Chúa, vì Giêsu Kitô, vì danh của Ngài, người Kitô hữu chấp nhận bước vào con đường ấy. Như lời của Thánh Phaolô Tông đồ đã từng nói: tôi mang lấy thập giá của Đức Kitô, tôi muốn thông phần vào thập giá của Đức Kitô, những đau khổ của Đức Kitô chịu, tôi xin mang lấy vào thân thể của tôi cho đủ mức. Tất cả những điều đó Thánh Nhân dạy chúng ta để chúng ta biết sống theo lời mời gọi của Ngài. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta chịu là vì danh của Đức Kitô. Và đó là con đường mà để đưa chúng ta đến ơn cứu độ. Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.